Hello, xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thân nhiều vui vẻ nhá. Hôm nay thì mình sẽ đổi gió làm món ăn siêu ngon đấy. Lâu rồi không làm món ăn nên là hôm nay mình đã chuẩn bị một quả dưa hấu siêu to khổng lồ. Dưa hấu này mình mua với cân nặng của nó khoảng 5 kg. Wow, rất là tuyệt vời, 5 kg là phải hai người ăn nên là mình sẽ bổ một nửa quả, mình ăn nửa quả các bạn nhé. Còn lại tí nữa mình sẽ để lại cho gia đình mình. Bây giờ thì mình sẽ làm món dưa hấu dầm sữa chua siêu ngon. Và bây giờ mình sẽ bổ các bạn nhé. Nãy mình rửa qua rồi, giờ mình sẽ bổ cho các bạn xem quả dưa hấu siêu to khổng lồ như thế nào nhá. Hơi to đấy các bạn ạ. Wow, thật tuyệt vời, dưa hấu siêu ngon luôn. Dưa hấu đợt này quá ngon luôn các bạn ạ. Ok, mình sẽ đưa nửa quả lại nha. Để nửa quả lại mình sẽ làm luôn cái dưa hấu dầm sữa chua trên cái quả dưa hấu này luôn. Để thưởng thức món dưa hấu này thì mình đã chuẩn bị một cái dĩa này các bạn nhá. Đó, một cái dĩa này để ăn món dưa hấu này nhá các bạn nhá. Đầu tiên thì mình sẽ bóc hộp sữa chua ra và chan hộp sữa chua lên cái quả dưa hấu này. Mời các bạn nhá. Ngọt dã man. Đúng là dưa hấu giới thiệu ngọt như đường cát, mát như đường phèn là có thật các bạn ạ. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ đổ sữa chua vào nhá. Sẽ cho sữa chua vào các bạn nhá. Wow. Sữa chua lúc mình cho vào tủ lạnh nên là nó hơi bị đông một chút. Wow. Rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho đá vào nhá. Ok, sau khi mình đã ăn xong, bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người ăn cùng với mình nhá. Ôi, hôm nay ăn một mình, ăn mảnh nên là các bạn đừng bỏ mình ăn mảnh rồi. Rồi làm sao? Rồi vô sinh nhá. Ok, mời tất cả mọi người nhá. Đúng là dưa hấu thượng hạng. Một quả dưa hấu mà đỏ như này quá kinh khủng. Rất ngon các bạn. Dầm với sữa chua về ăn. Và một cái ngày mà nóng nức mà đi làm về các bạn ăn rất là ngon. Mình ăn đến tiếp theo nha. Nay phải quyết đấu ăn hết chỗ quả dưa hấu này luôn. Để thử thách bản thân xem là có ăn hết nửa quả dưa hấu không. 2,5 cân nửa quả nhá. A few moments later. Ôi các bạn ơi, nào quá bạn ạ. Thì mình hồi 5 phút ăn hết nửa quả dưa hấu. Nó căng bụng luôn. Tối nay thì nhịn ăn cơm luôn. Đây thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn nha. Đây chính là quả dưa hấu mình đã ăn. Bên dưới nó cũng chả còn mấy nữa. Ăn dưa hấu mà chảy hết cả mồ hôi các bạn ạ. Thôi thì bây giờ video của mình đến đây kết thúc các bạn nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nha. Thật sự hôm nay ăn rất là no luôn. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và hẹn gặp lại mọi người các video lần sau nha. Bye bye.